Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, mới đây đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn dẫn đầu đã làm việc với Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai, DOGA, nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản hiệu quả bền vững năm 2020, giai đoạn 2021-2025, cũng như một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực này. Trước khi làm việc với Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai, đoàn đã đến tham quan Trung tâm Phân phối Gỗ Hợp pháp Tavico Long Bình và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gỗ Hạnh Phúc. Tại Công ty Trung tâm Phân phối Gỗ Hợp pháp Tavico Long Bình, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã tham quan tìm hiểu về xuất xứ cũng như cơ sở pháp lý của các loại gỗ. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2019, Trung tâm là nơi để các nhà sản xuất gỗ Việt Nam có thể tiếp cận trực tiếp các nguồn cung gỗ hợp pháp nhập khẩu lớn nhất đến từ các quốc gia như Mỹ, EU, New Zealand, Canada, Nhật Bản. Hiện trung tâm thu hút các đối tác về gỗ nguyên liệu và gỗ xây dựng với hơn 2.000 khối gỗ một năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hạnh Phúc đóng chân trên địa bàn khu công nghiệp Tam Phước được thành lập năm 2005. Đến nay đã tạo dựng được vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp sản xuất nội ngoại thất gỗ xuất khẩu tại Việt Nam. Hiện công ty chuyên sản xuất các sản phẩm và kinh doanh nguyên liệu gỗ, đặc biệt là gỗ thông và gỗ sồi. Tại đây, Thứ trưởng đã tham quan quy trình sản xuất và thành phẩm của công ty, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của công ty và ngành gỗ Đồng Nai trong thời gian vừa qua. Cái ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của Đồng Nai đấy là một địa phương mà rất quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Chúng tôi đánh giá rằng là cái ngành, các cái doanh nghiệp và cái hiệp hội cũng như cái ngành công nghiệp chế biến gỗ của Đồng Nai là một cái địa phương rất là quan trọng trong cái đóng góp của cái ngành này cả nước. Sau khi tham quan hai đơn vị, đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai để nắm thêm tình hình về những thuận lợi và khó khăn của ngành gỗ, chuẩn bị cho Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản hiệu quả bền vững sắp diễn ra. Báo cáo với Thứ trưởng cùng đoàn công tác, ông Lê Xuân Quân, Chủ tịch DOGA cho biết, Ban chấp hành Hiệp hội Gỗ Đồng Nai đã định hướng ngành chế biến gỗ của tỉnh là ngành hàng kinh tế mũi nhọn. Đầu năm 2020, DOGA đã tổ chức hội chợ ngành gỗ của tỉnh Đồng Nai, quy tụ gần 50 doanh nghiệp tham gia trưng bày gian hàng, góp phần thành công cho sự kiện lễ giỗ tổ ngành gỗ với sự chung tay của năm hiệp hội. Một trong những kiến nghị mà để cho đưa cái ngành gỗ Đồng Nai phát triển trong cái thời kỳ mới và đảm bảo cái việc là thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng đối với ngành gỗ là năm 2025, chúng ta đạt kim ngạch là 20 tỷ đô trong ngành 2025. Thì ngành gỗ Đồng Nai là một trong những địa phương đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam nói chung. Như vậy thì đối với Hiệp hội Đồng Nai thì kiến nghị với chính phủ, kiến nghị với tỉnh Đồng Nai là cho phép Hiệp hội Đồng Nai phối hợp cùng các sở ban ngành quy hoạch một cái doanh nghiệp tập trung tạo ra cái dư địa về cái phát triển cũng như là quy hoạch một cái khu triển lãm để kéo toàn bộ cái phần triển lãm của khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng như của thế giới về đối với lại cái việc mà xúc tiến thương mại ở tại Việt Nam cũng như toàn trên thế giới. Đồng Nai là cái nôi chế biến gỗ của cả nước với nhu cầu trưng bày triển lãm hàng năm rất lớn. Thời gian tới, DOGA sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để kéo thế giới gỗ về với Đồng Nai. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất của DOGA hiện nay là chưa tìm được quỹ đất để xây dựng khu triển lãm, khu công nghiệp tập trung cho ngành gỗ. Điều này cũng kiềm chế một phần sự phát triển của ngành gỗ Đồng Nai. Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp gỗ Đồng Nai là không có mặt bằng để mở rộng sản xuất. Cái công nghệ thì chúng ta đã nắm bắt, cái thị trường thì chúng ta đã nắm bắt, cái đơn hàng thì chúng ta có thừa để chúng ta thực hiện cái việc là sản xuất, nhưng hiện nay không có mặt bằng sản xuất. Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, các doanh nghiệp và ngành chế biến gỗ của tỉnh Đồng Nai có đóng góp quan trọng với ngành chế biến gỗ của cả nước. Hiện Đồng Nai có gần 600 doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, chiếm khoảng 10,2% số doanh nghiệp của cả nước. Năm 2019, Đồng Nai đã xuất khẩu được 1,65 tỷ đô la Mỹ về mặt hàng gỗ xuất khẩu, chiếm tỷ trọng 14,5% tổng kim ngạch ngành hàng của cả nước. Đồng Nai cũng có những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thiết kế được những mẫu mã sản phẩm tốt, xây dựng được liên kết chuỗi giữa các doanh nghiệp với nhau,
từ chuỗi cung ứng nguyên liệu đến sản xuất những sản phẩm trung gian để tạo ra sản phẩm cuối cùng xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu của chính phủ đặt ra trong năm 2020 và hướng đến năm 2025 đạt tỷ trọng xuất khẩu 20 tỷ đô la Mỹ trong ngành sản xuất và chế biến gỗ, Đồng Nai cần phải đẩy mạnh liên kết để tạo được vùng nguyên liệu ổn định và có truy xuất nguồn gốc. Đồng Nai còn có rất nhiều cái dư địa, cái cơ hội để tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững cái ngành công nghiệp chế biến gỗ này. Làm việc với các hiệp hội thì chúng tôi cũng thấy để mà đạt được cái tăng trưởng nhanh, bền vững, ngoài cái nỗ lực của doanh nghiệp, ngoài cái tạo điều kiện về cơ chế tiếp cận tín dụng, rồi hỗ trợ của nhà nước về thị trường quốc tế và tổ chức cái thị trường trong nước, thì dứt khoát chúng ta phải có cơ chế chính sách để tạo cái cơ sở hạ tầng cho cái ngành công nghiệp chế biến này. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kỳ vọng Hiệp hội Đô Qua cùng các doanh nghiệp cố gắng quyết tâm, đoàn kết vững tin vào chính sách nhất quán của nhà nước, mạnh dạn đầu tư để nắm bắt cơ hội, giữ vững tăng trưởng tốt cho ngành. Tất cả những cố gắng đó cũng nhằm đóng góp chung cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu bứt phá trong thời gian tới, để kéo thế giới gỗ về với Đồng Nai. Thưa quý khán giả, trước tình hình dịch cúm COVID-19 diễn biến khó lường, nhiều người dân đang lo ngại thời gian tới hàng hóa thiết yếu sẽ khan hiếm. Tuy nhiên, theo Sở Công Thương Đồng Nai, tình hình này khó xảy ra vì nguồn cung hàng hóa của Đồng Nai rất dồi dào. Các siêu thị, trung tâm thương mại đã chuẩn bị phương án dự trữ hàng hóa nên tình trạng khan hàng chắc chắn sẽ không xảy ra. Bên cạnh đó, các siêu thị còn có nhiều chương trình đồng hành cùng người nông dân, giải cứu nông sản. Hưởng ứng chủ trương của tỉnh hỗ trợ chia sẻ khó khăn với bà con nông dân trong cả nước thời điểm đại dịch cúm COVID-19 hiện nay, hàng loạt các trung tâm thương mại, siêu thị trong cả nước đã triển khai nhập các mặt hàng nông sản. Điều đáng mừng là sức tiêu thụ các mặt hàng này khá tốt bởi giá cả không cao. Trong đó, dưa hấu ruột đỏ từ 5.200 đồng một ký đến 6.900 đồng một ký, thanh long ruột đỏ có giá 10.900 đồng một ký. Cùng với cái đợt dịch của cúm corona thì ở trung tâm siêu thị Lotte Mart Đồng Nai cũng cùng với lại các trung tâm khác đều là tiến hành mua những cái nông sản để giải cứu. Trong đó thì có hai sản phẩm nổi trội nhất là dưa hấu và cái thanh long. Siêu thị DC Đồng Nai đã hỗ trợ cho đồng nông dân các tỉnh miền Tây là hai sản phẩm là dưa hấu và thanh long ruột đỏ, thì mỗi ngày siêu thị bán trên 10 tấn và khách hàng rất ủng hộ, đồng hành cùng siêu thị để mà chung tay với bà con nông dân. Cùng với việc tăng cường hỗ trợ nông sản, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong mùa bệnh dịch. Tại Bixi Đồng Nai, đơn vị này đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ trên 60 tỷ đồng, trong đó mặt hàng thực phẩm trên 30 tỷ đồng. Theo ghi nhận, lượng khách mua hàng hiện tăng gấp 3 lần so với ngày thường, nhưng hàng hóa trong siêu thị vẫn cung ứng đầy đủ. Đặc biệt, Bixi hiện là siêu thị duy nhất trên địa bàn bán khẩu trang y tế và nước rửa tay với số lượng hạn chế cho khách hàng, nên được nhiều khách hàng quan tâm. Sức mua sau Tết mà hồi dịch bệnh thì so với cùng kỳ thì vẫn tăng trưởng là khoảng 15% những mặt hàng mà thiết yếu mà khách hàng ngoài khẩu trang người tiêu dùng mua, thì những hàng thiết yếu như là dầu ăn, mì gói và những nông sản như trái cây các loại thì tiêu thụ rất là mạnh, và để mà cùng hỗ trợ với người tiêu dùng thì BC là vẫn đang làm chương trình khuyến mãi rất tốt cho đối với những sản phẩm này. Khác với BC, mặc dù siêu thị Lotte Đồng Nai đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ trên 83 tỷ đồng, trong đó mặt hàng thực phẩm là 63 tỷ đồng, nhưng từ khi có dịch bệnh đến nay, sức mua tại đây đã giảm từ 40 đến 50%. Về lượng hàng hóa thì kính thưa các anh chị là đã siêu thị đảm bảo rất là tốt, tại vì siêu thị cũng tính toán tới việc là nhu cầu khách hàng sẽ có hiện tượng hốt hàng, cho nên siêu thị cũng tính trước là nhập về rất là nhiều, và nhập và các nhà cung cấp cũng cam kết đảm bảo là họ sẽ giao đủ theo cái sức sản xuất hoặc là họ sức cung cấp của họ đó. Nhưng mà cho nên hiện giờ là vẫn thấy là hiện tượng khách hàng vắng rất nhiều, cho nên là lượng hàng là đảm bảo.
Ngoài Bixi, Lotte, các siêu thị trung tâm thương mại khác trên địa bàn, nguồn cung hàng hóa rất dồi dào, giá cả bình ổn, nên việc khan hiếm các mặt hàng thiết yếu là điều khó xảy ra trong thời gian tới. Vâng, với việc chuẩn bị chu đáo nguồn cung hàng hóa như trên, tin chắc rằng thị trường Đồng Nai sẽ ổn định và không có tình trạng khan hàng, tăng giá xảy ra. Đến đây thì chuyên mục Hội nhập Kinh tế xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.